sản phẩm này đang được giảm giá. Xem ở cuối video. Nếu anh chị đang quan tâm về dòng máy chế biến thực phẩm hoặc các loại tủ đông, tủ mát bảo quản và trưng bày thì ở cuối video sẽ có nhiều loại cho quý anh chị lựa chọn. Và dòng máy ngày hôm nay em muốn giới thiệu thì nó đây. Và cần được tư vấn xin liên hệ với số điện thoại Zalo trên màn hình hoặc đặt hàng tại website dienmaytanbinh.com. Và để hưởng ưu đãi về giá và quà tặng hấp dẫn, quý anh chị cũng có thể để lại số điện thoại bên dưới bình luận, sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn lại cho anh chị. Là niềm mơ ước của nhiều cửa hàng bán kem tự chọn. Đây là dòng tủ đông kem 12K inox, có nhiệt độ âm sâu và bền bỉ, tủ chuyên dùng cho các loại kem cao cấp. Dòng tủ này có thể đạt hưởng nhiệt độ âm 20 tới âm 24 độ C. Giúp bảo quản tốt các loại kem, đây là tủ thanh lý công ty bán giao hàng toàn quốc hoặc cho thuê sự kiện, tủ hiệu EasyBest, máy móc còn nguyên bản, kính công khí trước sấy nóng, giúp tủ không bị mờ sương khi hoạt động. Và đây là những dòng tủ khác, có chức năng tương tự, với giá thành rẻ hơn và nhiệt độ không đông sâu như tủ hồi nãy. Bán kem thì nhất định phải có tủ trưng bày kem. Nếu tài chính hạn hẹp thì quý khách có thể chọn những dòng tủ này và mình chế thêm những khay inox bên trong. Công ty Điện máy Tân Bình cung cấp đủ các loại máy để sản xuất kem và trưng bày bán kem. Các bạn tham khảo giá bán để dưới phần bình luận nhé. Đừng quên đăng ký kênh để xem những video mới nhất. Để lại số điện thoại khi cần tư vấn hoặc gọi số Zalo trên màn hình. Truy cập website dienmaytanbinh.com để tham khảo giá bán nhiều dòng máy tương tự. Có chính sách giảm giá khi đặt hàng online tại website. Công ty Điện máy Tân Bình chuyên cung cấp các loại máy thực phẩm như tủ mát trưng bày thịt, tủ mát trái cây, hoa tươi, tủ mát trưng bày bánh kem, tủ đông siêu thị trưng bày hàng đông lạnh, máy pha cà phê, máy làm đá cây, đá viên, đá bi, máy lạnh công nghiệp, kho lạnh. Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành điện lạnh công nghiệp, là đối tác lắp đặt và bảo trì nhiều chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch và siêu thị trên toàn quốc, công ty Điện máy Tân Bình sẽ mang lại cho bạn những sản phẩm tốt với giá thành phù hợp nhất. Cảm ơn đã xem video và mong được chia sẻ video cho mọi người cùng biết nhé. Xin cảm ơn.